Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa có công văn triệu tập đại biểu tham dự giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Theo đó, trong số 85 cá nhân tiêu biểu được nhận giải lần này, Đồng Nai Vinh Dự có hai đại biểu. Hai đại biểu của tỉnh là anh Thi Hoàng Trung, Phó trưởng ban phụ trách ban phong trào tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai và anh Lê Đình Hoàng, chuyên viên phòng giáo dục tư vấn tâm lý trị liệu, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Lễ tuyên dương cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 30 tháng 8 năm 2024. Giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho thanh niên cán bộ công chức viên chức tiêu biểu nhằm khen thưởng, động viên, khích lệ, biểu dương những đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức viên chức có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác, có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính. Giải thưởng được xét duyệt 2 năm một lần công bố và trao giải vào tháng 9 hàng năm.